Nếu như chúng ta mà cứ để cái cây như này, không có ai chăm, không có ai vun sới, không có ai bón tưới thì cây nó sẽ chết. Vậy người bón sới trực tiếp cho cái cây này là ai? Thì tôi gọi cái người đấy là nông dân. Và bác nông dân đấy chính là quân của chúng ta, là nhân viên kinh doanh, hay còn gọi là gì? Là sale rep. Để giúp cho các anh chị hình dung ra cái phần nhân sự ấy, thì đầu tiên đây là công ty. Công ty trong đó thì có là tổng giám đốc, chủ tịch ở trên rồi, tổng giám đốc, và dưới tổng giám đốc thì là có giám đốc miền, ví dụ như là anh chị mà định vị mình là quốc gia thì nó có giám đốc là miền Bắc, nó có giám đốc miền Nam, nó có giám đốc miền Trung, giám đốc miền Bắc, giám đốc miền Trung, giám đốc miền Trung, giám đốc miền Nam. Thế và sau đó rồi thì xuống tiếp, ví dụ chúng ta sẽ có là giám đốc khu vực. Dưới giám đốc khu vực thì nó sẽ có là giám sát bán hàng, và dưới giám sát bán hàng mới là đến đại diện thương mại hoặc nhân viên kinh doanh, nhân viên kinh doanh. Đây là mô hình truyền thống. Thì khi mà chúng ta xây dựng được một cái mô hình B2C ấy, thì cái chân mà gọi là chân nhân sự đây này, đó, thì nó từ dưới lên trên nó sẽ như này. Nhân viên kinh doanh là người làm gì, giám sát bán hàng làm gì, thì nhân viên kinh doanh là những người mà trực tiếp sẽ đi chăm cái cây này. Đây, tôi lấy ví dụ các anh chị có thể thấy đây là một cái hình dung là một nhà phân phối đấy. Chúng ta có một nhà phân phối và chúng ta sẽ có là rất nhiều các tuyến bán hàng. Trong các tuyến bán hàng này thì chúng ta có rất nhiều các cái điểm bán lẻ. Đây là một cây mà chúng ta cần phải trồng, đúng không? Mà trong cái cây này nó sẽ có các nhánh, là các cái tuyến, đó là các cái tuyến. Mà các cái tuyến này tôi gọi là tuyến 1, tức là root 1, root 2, root 3, root 4, vân vân, có rất nhiều root. Tùy theo cái nhà phân phối đấy nó rộng hay là nó hẹp. Thế và khi mà chúng ta có cái tuyến như này rồi thì trên các tuyến đấy chúng ta sẽ là gì? Xây dựng các cái điểm bán, mở ra các điểm bán. Thì cái này gọi là gì? Hay còn gọi là các cái điểm bán lẻ hoặc còn gọi là retailers. Như tôi nói, cái retailers ở đây ấy, chính là gì? Chính là các cái shop, đúng không? Các cái shop, các cái cửa hàng. Đấy là truyền thống. Còn đâu các anh chị kinh doanh cái mặt hàng nào tôi không biết. Ví dụ các anh chị là kinh doanh mặt hàng bảo hiểm đi. Ở đây ai kinh doanh mặt hàng bảo hiểm không? Vâng, em. Khi các anh chị kinh doanh mặt hàng bảo hiểm thì các anh chị cũng sẽ có là cấp C1, đúng không? Sau đó có cấp C2. Thế thì C1 ở đây được hiểu là cái người mà trực tiếp là dưới downline mình. Sau đó thì có C2 là những người dưới downline của ông C này. Thì đây gọi là retailers và bán trực tiếp cho người dân. Thế thì người dân đây, đúng không? Người dân người ta chạy ra các cái điểm bán này. Khi người ta có chạy đến công ty không? Không, người ta mua trực tiếp từ đây, mua trực tiếp từ đây. Và tùy theo cái mật độ dân, tùy theo cái mật độ dân cư, để là nó là tự nhiên thôi, do dân có nhu cầu cho nên người ta mới là mở ra các điểm bán. Thế thì vậy thì trách nhiệm của chúng ta làm thế nào đấy để đi khảo sát xem có bao nhiêu các cái điểm bán này,
không? Trách nhiệm là sao? Nhà phân phối đây chính là wholesaler. Nhà phân phối là wholesaler. Thì nếu như chúng ta mà cứ để cái cây như này, không có ai chăm, không có ai vun sới, không có ai bón tưới, thì cây nó sẽ chết. Vậy người bón sới trực tiếp cho cái cây này là ai? Thì tôi gọi cái người đấy là nông dân. Và bác nông dân đấy chính là quân của chúng ta, là nhân viên kinh doanh, hay còn gọi là gì? Là sales rep, là đại diện thương mại, tức là SR, là sales rep, hay còn gọi là nhân viên kinh doanh. Đấy. Như vậy, cái người mà trực tiếp tiếp xúc là với bên chỗ khách hàng của chúng ta, với các đại lý chúng ta, là chiến binh này, là chiến binh này. Câu hỏi đặt ra ở đây là vậy thì bao nhiêu nhân viên kinh doanh cho một nhà phân phối? Chắc chắn phải ít nhất là bao nhiêu? Là một. Còn tùy thuộc vào có bao nhiêu cái R này, rút 1, rút 2, cho đến có thể rút 100 hoặc rút 50, tùy cái tuyến bán hàng mà chúng ta cần để chúng ta xây dựng cái số nhân viên kinh doanh. Nhưng thông thường nó có định mức của nó. Các anh chị biết rằng là cái nhân viên kinh doanh này một ngày người ta chỉ có khoảng tầm 8 tiếng đến 10 tiếng người ta đi làm rồi. Và sau đó rồi thì họ sẽ phải đi đâu? Họ sẽ đi đến các cái đại lý này để họ sẽ là gì? Đến để chăm sóc. Chăm sóc là gì? Để quan sát xem hàng đã hết chưa, để kiểm hàng tồn, để là lau rửa, để chùi rửa, để đặt cái của mình lên trên cho hiển hiện nó tốt nhất, vân vân. Thì đấy là những cái công việc chính của họ. Sau đó rồi họ sẽ kiểm, à như vậy của chị sắp hết rồi, chị ơi, em thưa chị là cái này của chị bây giờ còn có này thôi, thì em đề nghị chị lấy thêm cho em cái này cái kia nhé. Thì đấy là cái để lấy cái order, đấy lấy cái đơn hàng để làm sao là chăm các đại lý này, xong mang các cái order về, đúng không? Sẽ lấy những cái order này này, tôi gọi là order tức là lấy cái đơn đặt hàng này, và anh ấy là mang cái này về để đưa cho bên chỗ gì? Nhà phân phối. Và nhà phân phối dựa trên cơ sở các cái order này thì kho của người ta đã có hàng đã được chất về, lấy từ công ty lấy về, sau đó họ mới đưa hàng đến đây. Họ phải có phương tiện vận chuyển, nhà phân phối phải có cái gì? Có cái phương tiện vận chuyển, đúng không? Để họ chở hàng đến, và họ có lái xe, họ phải có cái gì? Họ phải có cái kho hàng, đúng không? Họ phải có cái kho hàng để họ chứa, và họ phải có cái gì? Họ phải có tài chính để họ nhập hàng về, sau đó thì từ đây chở hàng đi để chuyển đến các cái tuyến, đúng không? Chuyển đến các tuyến mà cái ông nhân viên kinh doanh này sẽ là đi lấy các đơn hàng này về. Thế và số lượng farmers cần thiết nó tùy thuộc vào bao nhiêu cái nhánh này, bao nhiêu tuyến này. Thông thường số lượng một ngày người ta đi khoảng tầm là từ 12 cho đến 15 cái điểm honest. Bởi vì là thường nó phải đi từ chỗ này đến chỗ kia mà tính toán các thứ, thì qua cái thời gian quản lý thì chúng tôi thấy rằng là thường đi được khoảng tầm 12 đến 15. Bởi vì đi ví dụ như cứ nửa tiếng là được một cái là tối đa. Nửa tiếng. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta mà làm nhanh, tức là có thể nhanh thì ở thành phố thì điểm này cách cái điểm kia nó gần thì có thể đi là, nhưng mà đi đến đấy đâu có phải là đi đến cái là chốt sale ngay, còn phải ngồi nói chuyện, thậm chí còn phải chờ đợi. Người ta đang bận bỏ cái ra, đúng không? Người ta còn đang bán biết thứ thì các chị chủ shop. Thế cho nên chúng ta phải tính toán tất cả những điều kiện đấy. Nhưng khi mà tính toán và chia ra cộng trừ nhân chia thì mỗi một ông này có thể là được khoảng tầm 12 đến 10 điểm, đến 15 điểm bán một ngày. Vậy thì ông phải có định mức.
có định mức. Ví dụ như là một nhân viên kinh doanh, mày làm cho tao khoảng tầm nhân với lại 12 điểm trên ngày. Đây là cái thông tin thứ nhất. Vậy một tháng mà anh chị em muốn nhân viên kinh doanh này đi chăm bao nhiêu điểm, và tần suất là bao nhiêu lâu quay trở lại thăm viếng một lần, thì bằng kinh nghiệm của các công ty quốc tế và của tôi thì thường là gì, 2 lần trên một tháng. Vì người ta bao giờ có hàng tồn để người ta bán, và bán thì có thể là họ bán thì khoảng tầm 2 tuần sau thăm viếng một lần, kể cả người ta chưa bán hết mình vẫn phải đến thăm. Mà có khi người ta bán hết rồi nhưng người ta không gọi cho mình, người ta quên, thì phải đến thăm để biết, để kiểm bằng rồi. Thế thì vậy cho nên là phải có, là ít nhất phải có tần suất, frequency, là ông bao nhiêu lâu một tháng. Thế thì khi mà ông đã có cái tần suất này rồi, đi tuyến, ông đi hết tuyến 1, ông đi hết tuyến 2, đi hết tuyến 3, thứ 2 đi tuyến 1, thứ 3 đi tuyến 2, thứ 4 đi tuyến 3, thứ 5 đi tuyến 4, thứ 6 đi tuyến 5, vân vân. Thì sau khi đi tuyến đấy rồi, đi đến tuyến 10, đúng không? Họ đi tuyến 12. Như vậy là 2 tuần sau lại quay trở lại cái tuyến 1. Ví dụ thế. Thế thì như vậy là anh sẽ tính ra, vậy yêu cầu nhân viên kinh doanh sẽ phải chăm bao nhiêu điểm bán. Nói chung tùy thuộc mặt hàng, tùy thuộc mặt hàng, tùy theo cái thời lượng mà chúng ta cần phải cho nhân viên kinh doanh, và chúng ta phải đi làm. Tôi đi làm rồi, tôi mới biết là ít nhất phải mất bao nhiêu thời gian cho một lần. Đấy, vậy cho nên là chúng ta còn tùy thuộc. Thì thông thường là bọn tôi, ví dụ như là Europay, bọn tôi yêu cầu một nhân viên kinh doanh sẽ chăm khoảng tầm 120. 120 cho đến là khoảng tầm 150 điểm. Đấy. Đây là trên một nhân viên kinh doanh. Đấy. Là tôi gọi là gì? Nhân viên kinh doanh chuẩn. Bởi vì cái hàng đấy là hàng kỹ thuật. Nhưng mà cái hàng mà của bên Avia này thì bọn tôi đã yêu cầu khoảng tầm từ 180 cho khoảng 220 điểm trên một nhân viên kinh doanh. Tức là chúng tôi phải quy định ra cái con số này nó không giống nhau giữa các công ty khác nhau, mà nó khác nhau là giữa các cái mặt hàng khác nhau. Mặt hàng kỹ thuật thì cần nhiều thời gian hơn, mặt hàng ít tính chất kỹ thuật thì chúng ta ít thời gian hơn. Nên là các anh chị sẽ phải định mức được cho một nhân viên kinh doanh là bao nhiêu điểm, và xây dựng cái định mức chuẩn. Có thể bước đầu vào, nhân viên kinh doanh vào nó chưa có làm cái này đâu. Mới đầu nó chỉ là mở ra được khoảng tầm 5, xong rồi dần dần lên 10, xong rồi dần dần lên 30, xong rồi dần lên dần. Nhưng mà vậy cái thằng đấy nó là thằng junior, đúng không? Vậy cái thằng junior, khi tôi nói về cái thằng cấp nhân viên kinh doanh này, thì tôi có này, gì? Là sales rep. Sales rep là gì? Là cấp jun. Sau đó ngày mới lên là senior bậc 1, xong rồi senior bậc 2. Đúng không? Tức là junior là thằng mới vào. Thằng mới vào thì dần dần mình có thể mới đầu nó được 5, xong rồi lên 10, 15, 20, dần dần nó lên đến định mức. Ví dụ thằng này mày phải chăm được cho tao khoảng tầm 100 thì mày mới được là senior bậc 1 chẳng hạn. Thế sau đó rồi thì ví dụ 100 thì là ok. Vậy bao nhiêu lâu mình phải định ra bao nhiêu lâu thì mày đến level 1, và bao nhiêu lâu thì mày đến level 2, là ví dụ là tôi đặt ra là 180 chẳng hạn thì mày đến level 2. Thì vậy quy định này để làm gì? Để chúng ta có chuẩn hóa. Chuẩn hóa có nghĩa rằng là các anh chị sẽ phải, cái này mày ứng với cái thu nhập này bậc 0. Sau rồi mày đến cái này thì mày thu nhập là gì? Là bậc 1. Và thưa mày là mày muốn promo lên cái này ấy, thì đây là thu nhập bậc 2. Nó phải phân loại ra như thế, đúng không? Bởi vì thằng làm ít thì mày hưởng ít, mày làm nhiều thì mày hưởng nhiều. Và đến đây rồi thì sau một thời gian bao nhiêu lâu để mày trở thành thằng bậc này,
mình phải tham nó lắm, tức là mình phải đặt lắm. Ví dụ cái này là các anh chị bảo là cái này mày phải làm cho tao là 1 năm thì mày từ con số 0 mày lên cái này, nhưng mà có thằng nó nhảy cọc, có thằng nó làm cái tần suất của nó nhanh, cái tần suất của nó làm mạnh, thì nó vượt cấp và nó có thể chỉ trong vòng 1 năm nó nhảy mẹ lên đây rồi, nó đủ số. Tất cả trong sale nó là số, đúng không? Sale là số. Thế nên khi mà nó lên đến đâu thì các anh chị phải trả cho nó đấy, chứ đừng bắt nó là cứ phải là sống lâu lên lão làm, không có chuyện đó. Thì mình phải có cái rõ ràng cái này để xây dựng cái cơ chế cho chúng nó. Và sau ngồi đến đây, ví dụ là anh chị lên đến bậc 2 này, các anh chị bảo là thường là mày mất 1 năm nữa chẳng hạn. Và sau đó lên đến bậc 3 nữa lại một năm mày ở cái bậc 3 này để mày là gì? Mày đạt được. Như vậy thông thường nghiên cứu nhân sự cho rõ, một vị trí mất khoảng tầm 3 năm đến 4 năm để người ta là thực sự mạnh. Đó. Cũng có thể có những thằng nó tốc độ nhanh hơn, đúng không? Một người ta làm việc tới 14 tiếng đồng hồ một ngày, nó khác một thằng làm có 5 tiếng đồng hồ một ngày. Các anh chị nhé, cho nên cái tần suất của người ta nó cày bừa, kể cả thứ bảy chủ nhật không nghỉ. Trong khi đó thì những cái thằng làm thì nó khác, còn thằng làm tốc độ khác. Cho nên anh chị phải chú ý là những cái thằng mà nó làm với cái kết quả của nó tốt, với cái số của nó tốt, đúng không? Nó không phải là 100 nữa, bây giờ nó lên 200 rồi, thì chúng ta phải promote nó lên. Không là nó chán nó đi đấy. Nó chán nó đi. Như vậy một thằng nào đấy làm một vị trí khoảng tầm 3 đến 4 năm là nó bắt đầu cùn. Nếu không cho nó kỹ năng mới, không cho nó cái chức vụ mới, không, hoặc là up, hoặc là expand. Up tức là gì? Promote nó lên. Expand tức là cho nó cover nó nhiều hơn quy mô. Thế thì mày gánh vác nhiều thì mày phải được nhiều gì? Nhiều xe. Thế đó, mày gánh vác nhiều thì mày được nhiều xe. Tất cả nó là câu chuyện là gì? Mình phải cho nó là nhiều lên, nhiều trách nhiệm thì nhiều quyền lợi. Thế nên cái này là cái bước thứ nhất mà các anh chị phải nhớ là cái SA này, là thằng sales rep phải xây dựng được cái gì? Phải xây dựng được định mức cho từng bậc một. Kể cả trong hệ thống phân phối của hệ thống B2B của các anh chị người ấy, phải xây dựng được định mức mày là bao nhiêu, thằng junior là bao nhiêu, thằng senior bậc quan là bao nhiêu, senior bậc tu là bao nhiêu. Có thể các anh chị bậc tu, bậc tri được, tôi không biết, nhưng mà với chúng tôi có thể junior, senior tu. Sau khi đến đây rồi thì mình sẽ promote nó lên, đúng không? Sau một thời gian chú gọi riêng vào, anh thấy chú được đấy. Chú là qua 2 năm rồi, 3 năm rồi chú đã làm rất là tốt. Và chú có muốn để làm giám sát bán hàng không? Đúng không? Thì lúc đấy chúng ta sẽ là nâng nó lên ở một cái bậc gọi là bậc giám sát bán hàng. Đây, đưa nó lên đây. Đưa nó lên cái này. Thì ở trường hợp này tôi mới đặt vấn đề với anh chị là vậy bao nhiêu nhân viên kinh doanh cho một nhà phân phối? Thì câu chuyện đấy là tùy thuộc là cái cây đấy của anh nó to hay không. Cây đấy của anh có to hay không? Nếu mà cây to tức là nhà phân phối lớn, người ta cover rất rộng. Ví dụ như là nhà phân phối ở trên Lào Cai của chúng tôi, thì chúng tôi có là riêng Lào Cai chúng tôi có 2 nhà phân phối. Một nhà phân phối lớn và một nhà phân phối nhỡ. Thì nhà phân phối lớn chúng tôi cho 3 nhân viên, nhưng nhà phân phối nhỏ thì chúng tôi chỉ có 1 nhân viên, bởi vì nó chỉ có ở một cái vùng nhỏ. Hay là nhà phân phối ở trên chỗ Sơn La, chỗ nhà Khánh Huyền, chúng tôi có tận 5 nhân viên, bởi vì nó trải rộng toàn bộ tỉnh Sơn La. Và nhà phân phối đến đây có nhà phân phối C2 ở Mộc Châu, và nhà phân phối C2 ở Mộc Châu chúng tôi chỉ có 1 nhân viên đó, bởi vì là phạm vi đấy chỉ đủ cái nhánh để cho 1 nhân viên kinh doanh cover, và nó chỉ đủ cho khoảng tầm là 150 đến 180 điểm bán. Như vậy chỉ 1 nhân viên tiêu chuẩn là đủ. Thế vậy cho nên là chúng ta phải xây dựng cái định biên
định biên xem nhà phân phối này cần bao nhiêu nhân viên kinh doanh, cần bao nhiêu bác nông dân để chăm sóc. Mình phải định biên. Có thể ngay và luôn ban đầu chúng ta một, nhưng khi mà mở đến một điểm, tôi bảo là mày cứ mở ra nhà phân phối thì ban đầu mày phải có về cho tao được khoảng tầm là 60 triệu cho đến 80 triệu một nhà phân phối, ví dụ thế. Và 60 triệu đến 80 triệu đấy thì tương ứng với lại khoảng bao nhiêu điểm bán để có được cái 60 đến 80 triệu này. Và đến khi mà vượt đến 150 triệu trở lên thì bắt đầu cho nhân viên thứ hai. Bắt đầu cho nhân viên thứ hai là mày phải đạt được khoảng tầm 150 triệu trở lên. Và bắt đầu đến 210 triệu trở lên là cho đến nhân viên thứ ba. Nhưng không cho quá ba nhân viên, bởi vì tao biết ở đây nó chỉ đến chừng đấy điểm bán thôi, bởi vì sau khi đi khảo sát rồi thì chừng đấy điểm bán thôi, thì chỉ cho mày ba nhân viên kinh doanh. Nhưng mà nó có thể doanh số lên đến tận 500 triệu, lên đến tận 600 triệu. Điều đấy, lúc đấy bắt đầu chúng ta thu hoạch hiệu quả. Có thể cái định mức tối thiểu chúng ta là gì? Là 70 triệu một nhân viên kinh doanh thì mới hòa vốn chẳng hạn. Thì bắt đầu là chúng ta có thể có những nhân viên kinh doanh nó lên đến 200 triệu, lên đến 300 triệu. Thì lúc đấy là lúc mà chúng ta có hiệu quả. Nhưng hiệu quả ở chỗ này để nuôi những chỗ gì? Chỗ chưa hiệu quả. Thì bọn tôi hay nói là lấy miền xuôi nuôi mình rồi. Có những cái chỗ chúng ta mở mới, có những cái chỗ chúng ta là đã hiệu quả. Thì cho nên là phải hình dung ra là gì? Đầu tiên là định biên. Định biên cho những cái chỗ là mới, đúng không? Là một nhân viên, xong rồi hai nhân viên, ba nhân viên, thậm chí đến năm nhân viên. Tùy theo cái mức độ. Và sau khoảng bao nhiêu lâu thì chúng ta phải up lên cái level cho người ta. Đấy chính là cái cách thức để chúng ta đầu tiên là có chiến binh gọi là nhân viên kinh doanh người ta.